It's my life. Hello, xin chào mọi người. Rất vui mọi người quay lại với kênh Start Gia Đình Năm Con và Cuộc Sống ở Việt Nam. Mọi người ơi, hôm nay em ăn ốc nướng tiêu xanh nha mọi người nè. Tại nãy giờ em nướng á, nó khô cái nó rút vô trong, trời ơi nè. Nướng tiêu xanh nha mọi người, hấp dẫn không? Wow, nè. Wow, chảy nước luôn nha. Ôi, trời rất là ngon. Em sẽ chấm với chén muối ớt chanh nha mọi người. Ôi, bây giờ em nặn chanh vô nè. Chấm với muối ớt chanh nó sẽ ngon lắm. Vừa ăn đó, em đã nêm vừa ăn rồi nhưng mà mình chấm nó sẽ ngon hơn nha mọi người, đậm đà hơn. Em ăn cùng với dưa leo. Nói chảy nước miếng rồi. Bây giờ em trước khi ăn này em sẽ uống nước thần thánh của em trước nha mọi người. Em mời mọi người nè. Hết sảy chị bậy. Còn bây giờ em mời mọi người ăn ốc bu nướng muối nướng tiêu xanh nha mọi người. Trời ơi, nước sốt rất là ngon nè mọi người. To. Ngon. Húp chưa? Ngon quá mọi người. Sốt đây vừa ăn. Hấp dẫn. Em không có ăn phần đít nữa nha mọi người, em thích ăn phần đầu. Sực 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 ngon. Dưa leo. Chấm dưa muối ớt. Cũng hết sạch chị bảy. Wow. Ngon quá. Cái này cao lắm. Tiêu cay giòn. Ngon quá. Con này siêu to nha mọi người. Đây nè. Chấm trên nước chấm. Hơi thật. Giòn. Thật thật. Ăn ốc có lẽ mọi người không biết điều này. Đúng không? Đây, em chỉ cho. Các bạn. Cái phần đầu này phải không? Bỏ, đây nè. Thấy cái chỗ này không? Nặng ra. Cái đây là phân của nó nha mọi người nè, dòm nè, đó. Nặng cục này ra. Thấy cục đen đen không? Bỏ, ăn cái này. Khỏe không bị đau bụng. Mm-mm.
siêu ngon. Mặn ra nè, mặn cái phần này ra nó cay quá. Sạch nha mọi người. Cũng to nè, ấm lắm. Mình luộc sẵn nè, mình nướng đừng để lâu quá khô. Cay quá mọi người. Nặng cục này ra. Mấy hộp kêu lớn. Đó. Một đĩa ốc nướng kêu xanh. Đây nè. Mình giờ nặng cục này ra. Ăn đi cứ từ từ mà ăn ha, cái bắt đầu mình nặng ra. Đừng ở gấp gáp quá. Cay quá. Trước thì nướng á, bỏ thêm một số tách nhớ chế vô miếng dầu nữa nha mọi người. Hết sảy. Hết chanh. Cái mỡ cây bằng thế bao ngon. Wow, to ghê hết mọi người. Tiêu à. Ngon. Tiêu quá mà kìa. Không. Ở mà mình nướng tiêu xanh á. Thiệt là ngon. Mọi người. Em có một ốc siêu to. Con ốc này là bự nhất bầy. Coi thịt của nó nè. Lấy không ra luôn á. Trốn kỹ quá. Coi nè. Wow, nó siêu to. Nè cái cục đen đen này mọi người thấy không? Nặng ra. Wow. Quá. Dài.
Chấm ớt chanh công nhận đúng ngon. Mấy người hỏi khẩu vị, có người chấm nấm chả cũng được. Nấm chả còn ngon nữa. Ngày tại em nướng chưa xanh nên muốn khẩm quá chấm nấm chả chấm ớt, muối ớt chanh. Ăn là nặng cục này ra nha mọi người. Nãy mấy con đầu em có nặng, kiểu như mới nướng á, ngon quá, lo ham ăn. Chạy như giờ tàn họng á, ngừ quá. Quá ngon mọi người ơi. Công nhận nướng tiêu xanh á, ăn hột tiêu vô á, coi ngon chịu tiểu lai. Quá trời ngon. Cay muốn chặt luôn ạ. Nhớ nặng với ai nha mọi người, ăn nó đau bụng lắm. À, nhìn hấp dẫn không? Ốc em ăn không có cát, tại em ngâm nước do gạo á, nhả gì hết. Hết đĩa ốc mà em đã review rồi. Ăn cá lóc chung với con em rồi, giờ ăn hết đĩa ốc. Mọi người thấy em ăn dữ không? Ngon nè. Ốc giòn hay mà kho chả ha, hết thảy. Ngon quá. Hết đi ốc luôn mọi người, quá dữ dằn. Thấy rồi nha mọi người, mọi người thấy ăn ngon miệng. Mọi người cho em một cái like, một lượt đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Cảm ơn mọi người rất 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 nhiều. Và bye bye mọi người, và xin hẹn gặp lại. Yêu mọi người. Bye bye.